Minh được tử vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự khát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày mậu ngọ tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ khắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày mậu ngọ tức chi sinh can nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý giáp tý ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày ngọ lồng hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tí hình ngọa hình dậu hải xỉu phá mão và tuyệt hợi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi bính tý giáp tý tuổi xung trong tháng tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao dân nhật, thời đức tốt mọi việc, sao ngũ hợp tốt mọi việc, sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại gió mọi việc, sao tiểu hao xấu về giao dịch, mua bán cầu tài lộc, sao lục bất thành xấu đối với xây dựng, sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính bắc và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp có thể sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết Từ vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý á Cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý ngọa mạo dậu, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có sự cạnh tranh, đấu đá có thể xảy ra trong vận trình của bạn ngày hôm nay. Công việc của bạn thường xuyên xảy ra trục trặc, bạn mạnh không thu về được thành quả xứng đáng, còn bị bạn bè xa lánh vì lợi ích cá nhân mà trở mặt thay lòng nữa ngày này với bạn tuổi tý tâm trạng của bạn cũng không được tốt bạn thiếu đi sự kiềm chế bản tính nóng nảy thay đổi thất thường không kiểm soát được cảm xúc của mình đôi khi bạn lại khá bốc đồng và thích làm theo ý của mình không lắng nghe ý kiến của mọi người cứ như vậy thì rất dễ dàng nhận lấy sự thất bại khi không có được sự hậu thuẫn giúp đỡ từ những người ở bên cạnh nữa nhé Ngày này với bạn tuổi Tý bao nhiêu khó khăn đổ dồn lên đầu của bạn và bạn mong muốn có được nửa kia an ủi, hậu thuẫn nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, ngủ hành xung khắc. Cảm giác lạc lỏng trong gia đình của mình càng ngày càng lớn, các thành viên không hiểu được ý của nhau, không khí gia đình càng thêm phần căng thẳng, rất khó chịu nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đề phòng điềm báo có sự cạnh tranh đấu đá tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy công việc thường xuyên xảy ra trục trặc tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa dễ bị bạn bè xa lánh vì lợi ích cá nhân mà trở mặt thay lòng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đôi khi bạn khá bốc đồng và chỉ thích làm theo ý của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cảm giác lạc lõng trong gia đình của mình ngày càng lớn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 23 số 44 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu xanh dương màu đen quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi sửu từ vi tuổi sửu chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại và đây có thể là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Sửu phải chịu nhiều tổn thất, đương đầu với không ít những khó khăn khi trong ngày bản mệnh không có đủ được sự bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề với bạn tuổi sửu dễ đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày bốc đồng làm thiếu ý của mình mà thiếu đi sự suy xét trước sau gây nên hậu quả to lớn khó lòng có thể bù đắp được. Lại thêm trong vận tình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn khó đạt được thành công như mong đợi nếu như bạn không sớm thay đổi cách làm việc của mình đặt nhiều tâm huyết và trách nhiệm cao hơn với công việc thay vì cứ mãi tùy hứng làm việc theo cảm xúc lên xuống thất thường như bây giờ nhé may mắn là trong vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ bù đắp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay khi có được tình duyên tốt đẹp, mối quan hệ tình cảm của bạn phát triển bình ổn, gia đình và bạn bè là chỗ dựa vững vàng cho bạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì khi trở về bên những người thân yêu bạn sẽ cảm thấy như được nạp thêm năng lượng. Người thân cũng sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích và phù hợp dành cho bạn lúc này nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có thể chịu nhiều tổn thất đương đầu với không ít khó khăn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không đủ bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa trở nên bốc đồng làm theo ý thích của riêng mình mà thiếu đi sự suy xét tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên sớm thay đổi cách làm việc đặt nhiều tâm huyết và có trách nhiệm hơn. Từ vi tủ quý xỉu thuộc mệnh mộc, nhân duyên được tốt đẹp, mối quan hệ tình cảm, có nhiều tiến triển, được bình ổn. Và đánh giá của bà tuổi xỉu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tý. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay rất thuận lợi tài lộc thu về không ít nhờ vào công việc làm thêm, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, tìm được khách hàng tiềm năng, đối tác đáng tin cậy, ký kết được hợp đồng có giá trị, cùng nhau hợp tác về lâu dài và đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với mặt Thủy Dần, đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh, đây cũng là điểm nhấn trong vận trình của bạn ngày hôm nay khi con đường công danh, sự nghiệp của bạn đang phát triển vô cùng là rạng rỡ. Bạn mệnh đang gây dựng được sự chú ý, tạo được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, được cấp trên khiên ngợi, đồng nghiệp tán thưởng vì tinh thần cống hiến hết mình cho công việc. Cho dù là ngày Chủ nhật, bạn cũng không ngần ngại khó khăn với công việc không ngại khó, ngại khổ để giành được mục tiêu đã định nữa. Và ngày Chủ nhật này với bà tuổi dần cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho con đường tình yêu của bạn có được sự thăng hoa. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia càng ngày càng trở nên thám thiết, có thể sẽ phát triển tới một bước xa hơn nữa. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và có ý định phát triển tình cảm lâu dài với người ấy nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tài lộc được dư dả nhờ việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, tìm được đối tác làm ăn hợp ý, cùng nhau phát triển về lâu dài. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, con đường công danh, sự nghiệp đang vô cùng rạng rỡ từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc được cấp trên khiên ngợi đồng nghiệp tán thưởng từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tình yêu thăng hoa mối quan hệ càng ngày càng thêm thắm thiết về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có ngũ hành, ngọa mạo tương phá làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được mấy thuận lợi. Khi với bạn đang có tiểu nhân quấy phá đả lộ rõ, đối phương sẽ tìm mọi cách để phá hoại công việc mà bạn đang làm, khiến cho bạn mệnh gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Do đó, với bạn tuổi mạo trong ngày này, bạn cần phải sẵn sàng để ứng phó với những chuyện bất ngờ có thể phát sinh trong ngày. Bạn nên tìm cách để giải quyết những vấn đề một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng tới công việc của mình. Và nếu có thể làm được điều đó, bạn sẽ giành được sự công nhận của cấp trên cũng như là có được cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai của mình nữa nhé ngày chủ nhật này với bà tuổi mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn đang có được những dấu hiệu khởi sắc rực rỡ đào hoa nở rộ chuyện tình cảm lứa đôi được thăng hoa mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khang khít những bạn đang còn độc thân có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng khi người khác phái tỏa ý muốn kết thân gây dựng mối quan hệ giữa hai bạn nữa về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có điểm báo tiểu nhân tìm mọi cách để phá hoại công việc. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa cần phải sẵn sàng để ứng phó với những chuyện bất ngờ phát sinh. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ tìm ra được giải pháp sẽ giành được sự công nhận của cấp trên. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc con đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim đối với những bạn đang còn độc thân nhận được những tín hiệu tích cực từ những người khác phái. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 43, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. từ với tuổi thìn chủ nhật ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn á cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi thìn có thêm được dụng khí để dám nghĩ, dám làm, vượt qua được những trở ngại. Bạn biết cách phát huy được thế mạnh của mình để xử lý những sự cố mới phát sinh. Nhờ thế mà, giành được những thành công vang dội trên con đường công danh, sự nghiệp của mình. Bạn mệnh hãy chủ động để nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân mình nữa bạn tuổi thìn nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thìn ạ, cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mời cái điều này cho thấy với bà tổ thìn đang có được nguồn thu nhập khá tốt nhất là đối với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một ngày buôn may bán đắt khách hàng tấp nập tiền bạc vào như nước lợi nhuận tăng cao hàng hóa bán chạy không thể ngờ được nữa nhá lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này còn cho thấy con đường tình duyên của bạn đang có nhiều bước tiến triển đáng mừng tình cảm của hai bạn vẫn tiến triển tốt đẹp mặc dù có đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng nhưng đó chỉ là gia vị không thể thiếu trong tình yêu vốn là người hiểu chuyện và chính chắn cho nên bạn biết cách để biến những mâu thuẫn lớn thành mâu thuẫn nhỏ từ nhỏ thành ra không có gì nữa đó nhé vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa biết cách phát huy thế mạnh của bản thân mình để xử lý những sự cố bất ngờ phát sinh tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tiền bạc về nhiều như nước lợi nhuận tăng cao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có nguồn thu nhập khá tốt tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim con đường tình duyên đang có nhiều bước tiến triển đáng mừng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tình cảm tiến triển tốt dù đôi lúc không tránh khỏi những sự bất đồng nhé. Về đánh giá của bà Thủ Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 58, giờ tốt từ 23 giờ đến màu giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tí, tuổi thân. Từ Vi Tuổi Tỵ, Chủ Nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Tỵ đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn Tuổi Tỵ nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử của bản thân mình. Đừng có quá áp đặt ý kiến chủ quan của mình với mọi người. Bạn nên khéo léo hài hòa là tốt hơn, tránh làm mất lòng bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những người gần gũi mình mỗi ngày. Và ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này còn khiến cho tính khí nóng nảy ở trong người bạn bốc lên cao, dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân nếu như bạn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình nữa. Trong ngày chủ nhật này với mặt tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng, bản mệnh cần phải lưu tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là đối với những người già, những người có bệnh nền liên quan tới thần kinh, bệnh về tim mạch, bệnh về huyết áp thì lại càng không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể trong cái khoảng thời gian này nữa nhé và xem tử vi cho thấy ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ đang gặp đại hung rất xấu không nên xuất hành đi xa điểm báo mọi chuyện đều không may rất nhiều người mất của không tìm lại được cầu tài không được thuận lợi hay bị trái ý nghịch lòng đi xe gặp tai nạn nguy hiểm kiện thưa bị thất lý tranh chấp thua thiệt ia phải vướng phải vòng tù tội lao lý không chừng nữa về câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nên khéo léo hài hòa trong các mối quan hệ, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân nếu như không biết kiểm soát về cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim không nên xuất hành đi xa hay là thực hiện những công việc quan trọng trong ngày. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên chú ý nhiều hơn trong cách ứng xử của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 81, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bàn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bàn tuổi ngọ đang gặp ngày cung ngũ hành ngọ ngọ tự hình điều này làm cho bàn tuổi ngọ đang đánh mất đi vận may của mình khi để cho sự háo thắng chia mở lý trí bạn tự cho rằng mình là đúng cho nên cố chấp làm mọi thứ theo ý của bản thân mình và sẵn sàng nổi đó lên với bất cứ ai tỏa ra nghi ngờ hay là phản đối cách làm của mình. Chính điều này khiến cho bạn trở thành kẻ khó ưa trong mắt mọi người xung quanh và rất bất lợi cho con đường tín thân của bạn về sau này nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này còn nhắc nhở bạn cần phải chú ý cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc bởi bạn đang có điểm báo họa hao tài tốn lộc tiền bạc tiêu tan tiền bạc theo nhau đội nón ra đi dù có nhiều việc cần phải chi nhưng bạn cũng nên xem xét lại và có kế hoạch cho rõ ràng xem xét việc gì cần thiết phải chi tiêu tới tiền thay vì mua sắm theo sở thích cá nhân của mình nhé còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, cách chuyện tình cảm của bạn nên bình tĩnh để tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải, tìm cách để ngồi lại trò chuyện, tâm sự với người ấy nhiều hơn nữa. Tình yêu đủ lớn thì có thể chiến thắng được mọi thứ, chứ đừng có quá căng thẳng, cố chấp, khăng khăng theo ý của mình bạn tuổi ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này. tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, từ đánh mắt vận may của mình, khi để cho tính háo thắng chia mờ lý trí Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy cố chấp làm mọi việc theo ý của bản thân từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa đừng có tự biến mình trở thành kẻ khó ưa trong mắt mọi người xung quanh từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cẩn trọng hơn trong những uh, chuyện liên quan tới vấn đề về tiền bạc Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh để tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải trong chuyện tình cảm Vậy đánh giá của bạn tử ngoại trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 43, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp được ngày cốt lục hợp quý nhân nâng đỡ, cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được rất nhiều niềm vui. Quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn, có được cơ may, thăng tín trong con đường công danh, sự nghiệp, nhân duyên tốt, bản mệnh giành được lòng tin của nhiều người, từ đó gây dựng cho mình nền tảng tốt đẹp thành công sẽ ngay trong tầm tay của mình nữa nhé. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi, đang có được các thần chia chở của đường tài lộc của bản mệnh, có được sự thăng tín. Bạn mệnh nếu đi theo con đường kinh doanh, buôn bán thì sẽ có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, lợi nhuận nhờ thế mà cũng tăng lên so với thời gian trước đây. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, cách chuyện tình cảm của bạn cũng đang có được nhiều tin mừng đối với những bạn đang còn độc thân nhờ những mối quan hệ trước đó mà bạn được giới thiệu cho người phù hợp với mình bạn cũng quyết định mở rộng lòng mình hơn để đón nhận những điều tươi mới trong chuyện tình cảm trong tương lai của mình nữa về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có được nhiều sự may mắn trên con đường công danh sự nghiệp tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nhân duyên tốt đẹp giành được lòng tin của nhiều người tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa gây dựng được cho mình nền tảng tốt thành công ngay trong tầm tay tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ gặp được đối tác đáng tin cậy lợi nhuận tăng cao tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân nhờ được người giới thiệu cho đối tượng phù hợp về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân, đó, cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có thiên tài trợ lực. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay cực kỳ là vượng phát đến không ngờ. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, có thêm thu nhập từ nghề tê trái. Ban đầu, bạn chỉ nghĩ là làm cho vui, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn của mình nữa. Qua đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì ngày hôm nay quả là ngày để cho bạn phát tài phát lộc khi khách hàng ra vào nô nức đơn hàng tới tấp đến tay bạn mệnh có được một ngày vất vả khi phải bán hàng không người tay nhưng được an ủi là lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần nữa nhá. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này lại gây ra những xung khắc trong chuyện tình cảm của bạn. Mối quan hệ của hai bạn ngày càng căng thẳng, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm khi mà cuộc sống vốn bận rộn khiến cho hai người không còn nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nhau cũng như là rõ dành mỗi lần giận dỗi về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy quân đường tài lộc vượt phát đến không ngờ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đối với những người làm công ăn lương có thêm được thu nhập từ nghề tay trái tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ người kinh doanh buôn bán có được một ngày phát tài phát lộc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vất vả nhưng bù lạn bạn là bạn có được lợi nhuận gấp nhiều lần từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim mối quan hệ tình cảm ngày càng căng thẳng về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 18 số 98 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu ánh kim quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tí, tuổi tỷ. Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi giàu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi giàu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu điều này gây ra không ít khó khăn và áp lực trong vận trình của bạn ngày hôm nay có nhiều công việc được giao cùng một lúc thách thức là không hề nhỏ khiến cho bạn tuổi dậu nhiều khi chỉ muốn buông xuôi bỏ cuộc giữa chừng không biết phải làm như thế nào để vực dậy được tinh thần nữa nhé Bù lại, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có chính tài trợ lực, cái điều này sẽ giúp cho quân đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay ngày càng được thịnh vượng. Ngày này, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà không ngơi. Thời điểm này, với bạn không có bất kỳ nỗi lo nào về tài chính, tiền bạc được rỗng rĩnh, tiêu xài không còn phải đắn đua quá nhiều như trước nữa tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc điều này khiến cho mối quan hệ lứa đôi của bạn đang thiếu đi sự hài hòa dù có gặp phải chút vấn đề đau đầu trong công việc bạn cũng không nên trút giận phiền muộn lên đầu người ấy chú ý trong lời ăn tiếng nói tránh làm mất lòng tổn thương đối phương kéo lại khiến cho mối quan hệ rạn nứt khó mà cứu vãn nữa về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy gặp không ít khó khăn và áp lực trong công việc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa thách thức không nhỏ khiến cho tinh thần bị sa sút tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình hình tài chính duy trì ở mức bình ổn tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài không còn phải đắn đua quá nhiều tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mối quan hệ lứa đôi đang thiếu đi sự hài hòa về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 26 số 58 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn từ với tuổi Tuất chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho quân đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay có phần được thuận lợi hơn. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến đáng mừng. Hai người có được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề khác nhau. Và đây chính là lý do khiến cho hai bạn dù có gặp phải bất kỳ khúc mắc nào đi chăng nữa cũng cùng nhau tháo gỡ để cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nữa rồi và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất á bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được những tia hy vọng về con đường tài lộc. Ngày này, bạn có được cơ hội để kiếm tiền về tay. Nếu có thể, bạn hãy mở rộng về quy mô kinh doanh hoặc là bắt đầu một lĩnh vực mới. Nhưng với bạn phải chắc chắn là bạn phải có sẵn sự hiểu biết và bản lĩnh để có thể tránh được những rủi ro đến với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ đảm bảo cho bạn có được nền tảng sức khỏe ổn định. Bạn có thể thoải mái làm những điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà bộ bê không chăm lo cho bản thân mình. Bởi sức khỏe là vốn quý, mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, con đường tình duyên có phần thuận lợi. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, đôi lứa có được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, giải quyết được mọi sự khúc mắc. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, con đường tài lộc có nhiều hy vọng, nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, có thể mở rộng về quy mô kinh doanh, bắt đầu một lĩnh vực mới. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, sức khỏe ổn định, thoải mái làm những điều mình muốn. Với đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi mão, tuổi dần. từ vi tuổi hợi chủ nhật ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo bị tiểu nhân hãm hại dù bạn rất cố gắng để đạt được mục tiêu nhưng tới cuối cùng bản mệnh lại bị kẻ xấu chiên ngang phá hoại thành quả cướp đi công sức mà bạn bấy lâu nay đã gây dựng và ngày này với bạn tuổi hợi, hỏa thị phi bủa vây chẳng những khiến cho bạn gặp thêm nhiều rắc rối cần phải giải quyết mà còn ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trạng làm việc của bạn trong ngày hôm nay. Hiệu suất làm việc của bạn vì thế mà giảm sút rõ rệt, khó đảm bảo được cả số lượng và chất lượng theo yêu cầu công việc được đối nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy hoặc bất dung. Điều này cho thấy quân đường tình duyên của bạn cũng không được như ý muốn, càng khiến cho bạn mạnh, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Người ấy không biết thông cảm cho bạn về những khó khăn trong công việc hiện tại mà còn liên tục nghi ngờ, trách móc, hờn giỏi, tạo thêm áp lực cho bạn, khiến cho bạn đôi khi muốn buông bỏ mối quan hệ hiện tại nữa về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đề phòng điềm báo tiểu nhân hãm hại phá hoại thành quả tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cố gắng để đạt được mục tiêu nhưng bị kẻ xấu chiên ngang phá hoại tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc họa thị phi, bỏ vay, tâm trạng làm việc xa sút tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, hiệu suất làm việc không được đảm bảo, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tình duyên không như ý, càng thêm mệt mỏi và chán nản. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 94, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày.